bọn này có hết pin rồi. Các bạn ơi, hôm nay anh em mình sẽ ra đồng nhá. Các bạn cái đồng này. Anh em mình sẽ đi bắt cá, tát cá nha các bạn nhá. Đấy, các bạn con đường mà đến đây chú mà anh em mình tát cá nhá này, cả cánh đồng rồi. Đấy, các bạn thấy đồng chưa? Đồng đây đồng quê mình nhá các bạn nhá. Đây đồng lúa này, lúa bây giờ đã chỗ nhá, nhiều bông lắm rồi này. Đấy, anh em mình sẽ đi tát cá. Mọi người cùng theo dõi và đi theo anh em mình nhá. Đấy, quyết định là làm một cái video ra đồng bắt cá, trải nghiệm một cái khoảnh khắc ra đồng bắt cá bắt ốc nhé, cho mọi người cùng xem và cùng cảm nhận được những cái gì mà tinh túy nhất. Đây có bông chưa run rồi này, đỡ về chưa? Các bạn đã thấy mọi người quý mến không? Cái gì đâu mọi người quý mến. Đây, cánh đồng các bạn này. Khoảng 15 phút nữa là anh em mình sẽ đến chỗ để tát cá nha các bạn nhé. Các bạn thấy có cánh đồng gió ghê không? Quá to luôn nhá. Đây rồi anh em mình để chỗ bắt cá nha các bạn nhá, để tắt cá nhá. Rồi. Các bạn ơi, hôm nay nhá, anh em mình sẽ tắt cái mương rồi các bạn nhá. Để bắt cá nha các bạn nhá, đây mình sẽ hôm nay mình tắt cái mương rồi nhá. Mương nhiều cá các bạn. Sếp mình đang đi nhặt cỏ, đang đi xua cá ở dưới này. Đắp bằng lấy vào. Nước càng ngày càng cạn dần. Ủa khoái lắm các bạn ạ. Ra đồng mình trải nghiệm bắt cá này, khoái lắm. Đi tắt vét. Ngày xưa mình đi tắt vét là lâu rồi không tắt vét lại. Giờ đi tắt vét lại các bạn nhé. Mình tắt nước không chảy gì. Các bạn nhìn thấy kiểu tác của mình không? Này, các bạn chưa ai tác kiểu này. Rồi.
nay mình mới xếp mình đi tát vét nhá. Xếp mình dẫn mình đi tát vét ở mương cứng. Mương cứng chả biết cá nhiều hay không này. Nhưng cá quẫy nhiều lắm, đục ngầu ơi. Rước đục. Ấy, cá quẫy. Ui. Ấy, cá nhảy, các bạn nhìn thấy cá nhảy chưa? Rồi, ngon rồi. Nước không thể chảy mấy, mạnh mấy. Nước không thể kịp. Mình tắt ngầu quá, nước không thể kịp. Mình tắt lên để bắt trước. Ôi, ui dạ, con rô lắm. Phải thu tha nhá, khỏe lắm. Đấy rồi này, thu tha này. Các bạn ơi, đây, thu tha nhá. Thu tha này đấy. Tôi chui qua đấy rồi. Tuyền thu tha chứ còn, à, giếc này các bạn này. Tuyền giếc. Đây mình vừa bấm rồi. Mình vừa bấm rồi. Ông bị tí nhạc không thích. Thế nước nó không chảy kịp nên là mình không sát được. Mình chui chuyển này. Áo, nửa cân ôm. Nhiều lắm. Ôi, con chút quá. Đây rồi, đây. Đây rồi. Mày chết với tao. Mày không biết tao sợ thợ bắt cá à? Đấy thì đâu. Con rô ta bên trên này này, con rô à, bạn ơi, rô ta nhá bạn nhá. Này cái rô ta này ui nhiều lắm bạn con. Rô ta mà giết nhiều lắm các bạn, lần trước con đi xì xì cờ ra ấy, xì xì bắt hết thì tát thì sợ. Để vận chuyển. À, thế mình khùng không? Gỗ. Đấy. Đấy, kiếm ăn khó thế các bạn. Mình hơi bị khùng ấy. Đấy. Nhiều không? Nhiều, bên trên hình chiều có 3 con tay. Ui, đây. Các bạn nhìn này, con cá hở luôn kìa. Đấy. Con này chắc phải được 1 cân. Hoặc nửa ký. Đây con cá đây. Đấy. Giếc 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 to. Giếc to. Đây. Đây toàn cái giếc này. Ôi. Đây con giếc này. Giếc ở đây. Dạy con, dạy con. Đây. Đây là đẹp. Con này to nhờ. Con chuồn chém mất rồi. Con này to phải không? To. Đấy chứ chứ có con to mà. Con chuồn chém mất rồi. Nó nhảy trên này không? Ừ. Nhảy trên xong bắt được hết. Chuồn cái thôi, chuồn cái con. Đấy, đấy. Đây. Các bạn này nhập con đèn cá. Đấy.
đây này, có cả rùa phi, nó rạch rạch dưới kìa, cá gáy, rùa phi, đây này có con đây này, cái này, cá to đùng luôn, quay xuống như này cho các bạn xem, lườn con cá, đây, nó lóng đậu lên luôn này, ủa, rùa phi, đây này 4-5 con này. Mày chụp thùng rồi. Kìa, rô phi à. Còn lấy con cá này nữa. Này, phải cho thả thùng để thùng con tát rồi. Bắt đầu anh em mình lại bắt cá lượt 2. Các bạn chú ý theo dõi. Vứt đại xịt. Cảm thấy để bắt cả ốc luôn. Cảm xịt con thu cảm nhiều lắm rồi. Cái này bắt 1 cân cá. Rồi. Hello, xin chào các bạn nhá. Mình đang bắt cá đây. Các bạn nhá, ủng hộ mình nhá. Mình đang bắt cá đây này. Nhiều cá lắm. Hôm nay mình đi bắt cá đấy. Hôm kia anh em mình đi bắt trộm chung. Về vợ đánh 3 cái đây, phải đi bắt cá về lịnh. Đây phải đi bắt cá về lịnh vợ. Trên này vẫn nhiều nước nhờ. Hay đắp từ đấy tát thêm tí nữa. Ừ phải đắp. Cái bùn nó sâu đít đi. Em mình chuẩn bị tát lượt 2 nhá. Lượt 3. 1, 2, 3. Để bắt mẻ này là mẻ cân cá. Tại vì nhiều cá quá không bắt được. Nhiều nước. Rất là nhiều cá cho anh em nhá. Quay cho anh em xem này. Anh em nhìn thấy cá không? Như trọng luôn. Ôi trời ơi, sao mà sướng thế. Lâu lắm lại được cái cảnh bắt cá kiểu này. Gọi điện mày à? Ai gọi đi? Đức Tẩu. Hả? Mẹ à? Đức. Đức Tẩu à? Các em nghe. Hả? Nghe được không sao? Đang quay. Ta đi thôi, nghe.
đi, mày cầm mũ đi, mày đéo cầm. Lắng đâu. Đã tí nữa con rô ta nhá. Đúng lắm, mẹ con này mông nhúc. Con đầy rồi, bắt hết không? Đâu ấy, ở đây. Không dám nhảy lên đấy. Một con nữa. Con này vừa lượn này. Vứt vào đây để cho nhặt ốc xong. Thành quả ấy, thành quả. Mình đi tắt ghét đấy. Rô nhiều cơ chứ. Chúng ta nhiều.